Và cái màu thứ hai nằm trong top 3 cái màu mà tôi biết trong năm màu của nhà Folsom, đó chính là màu đỏ mận với cái tên gọi là Afterglow nha mọi người. Thì với cái sản phẩm này thì được một cái là nó sẽ cho một cái sắc đỏ với cái ánh tím ở bên trong. Đây, khi mà tiếng đánh mới có một lớp đầu tiên thôi thì các bạn thấy được nó để lại một cái sắc độ màu lên rất là nổi bật, và cái tông da, sắc da của tiếng là trung tính thiên lặng nha, trung tính thiên lặng nha. Khi mà tiếng sử dụng lên nó làm cho bật tông của tiếng da của tiếng lên, cũng như là làm cho răng của tiếng rất là trắng nha. Đây reapply lại lần thứ hai đánh khuôn môi luôn để coi là cái hiệu ứng của nó như thế nào nha. Ánh tím rất là rõ ràng luôn và nó nghiêng hẳn qua đúng cái màu là đỏ mật luôn nha. Với những bạn nào mà có cái tông da như tiếng nói và sắc da như tiếng nói, khi sử dụng cái cây son này nó sẽ làm bật tông da của bạn, làm trắng răng của bạn rất là mát luôn nha.